đỡ hơn chưa? Đa tạ lão lão. Bây giờ ta dạy ngươi phương pháp hóa giải bùa sinh tử. Thật ra bùa sinh tử chỉ là một miếng băng rất mỏng. Miếng băng? Chết rồi lão lão. Bùa sinh tử vào cơ thể của tiểu tăng rồi. Bùa sinh tử đích thật đánh vào cơ thể của người ta như vậy, nhưng mà bùa sinh tử trong tay của người không phải, bởi vì sức nóng của bàn tay người đã hòa tan nó. Bùa sinh tử đánh vào vị trí nào thì có cách giải của vị trí đó, là cương hay nhu, dùng nội lực khác nhau để giải. Lỡ như giải sai sẽ làm kinh mạch chuyển nghịch, khí tận thân vong. Thì ra là vậy. Hãy chỉ đồng chủ của 36 đồng và đạo chủ của 72 đảo, hãy nghe tới bùa sinh tử thì sắc mặt đã biến dạng rồi. Không sai. Độc của bùa sinh tử cứ cách một thời gian nó lại tái phát khắp người đau đớn, không lúc nào yên. Hàng năm nhờ vào một viên thuốc của ta phát cho mới có thể tạm thời chế ngự đau khổ. Nếu nói như vậy, tức là chỉ cần học được phương pháp hóa giải sẽ có thể dùng nội lực của mình để giải bùa sinh tử. Chưởng lực mỗi khi ta dùng bùa sinh tử đều khác nhau, vị trí cũng khác nhau. Cho dù để chúng biết được phương pháp hóa giải, cũng không có nội lực cương nhu băng tâm để phá giải. Lỡ như có sơ suất chỉ sẽ tự tìm cái chết. Muốn học pháp lực làm sao để giải được bùa sinh tử thì trước tiên phải học cách làm sao phát ra, làm sao chế ngự được bùa sinh tử. Trước tiên lấy một ít băng để vào lòng bàn tay, từ bàn tay phát ra chân khí còn lạnh hơn hàng băng mấy lần, nước trong tự động sẽ kết thành băng. Được, rốt cuộc ngươi đã luyện thành pháp lực dùng bùa sinh tử. Bây giờ ta dạy cho ngươi phương pháp hóa giải. Trên người ngươi đã trúng bùa sinh tử lục đạo, cần phải dùng 6 phương pháp khác nhau để giải. Nè, trước tiên ngươi dùng Bắc Minh chân khí từ đan điền thông đến thiên thu thái ất, chuyển vào khúc tiết đại luân dẫn đến lòng bàn tay. Mấy bữa nay thần công của ta sắp thành công, không thể phân tâm dạy ngươi. Ngươi học thuộc khẩu quyết của ta nói, cố gắng luyện tập, tự mình phá giải bùa sinh tử trong người của ngươi. Lão lão, dạng bối phí hết thời gian mấy ngày, cuối cùng đã phá giải tất cả bùa sinh tử lục đạo trong người rồi. Tốt, chứng tỏ thiên sơn lục dương chưởng của người đã có chút tiến bộ. Thiên sơn lục dương chưởng? Nếu không nhờ thiên sơn lục dương chưởng, làm sao hóa giải bùa sinh tử trong người ngươi được? Bây giờ ngươi không luyện cũng đã luyện rồi, đúng lúc có thể bảo vệ cho ta. Dạ. Sư tỷ, tỷ đến nhà sư muội làm khách, sao không thông báo một tiếng để sư muội có thể lão tiếp đãi chu đáo hơn? Sư muội của lão đã tới rồi kìa. Sư muội thật hâm mộ tỷ có thể trường sinh bất tử. Mãi mãi cũng là cô nương 15-16 tuổi, đúng là lý thú.
hèn chi nhị sư huynh đem lòng yêu người khác, không dám trèo cao ma đầu trăm tuổi như tỷ. Đừng sợ, đừng sợ, tiếng nói này còn sư ở xa tỉ, lắm. Trong nhất thời vẫn chưa tìm được tới đây đâu. Nay, sư muội đã giấu tỷ, nó đừng để cho bà ta làm phân tâm. Muội và sư huynh bao nhiêu năm qua đều ở bên nhau. Chúng tôi ẩn cư ở thế ngoại đào viên, sống cuộc sống tương thân tương ái, giống như là thần tiên vậy. Nếu sư tỷ không tin, muội có thể bắt tỷ tới gặp hắn. Hắn còn nói chưa bao giờ yêu tỷ. Lão đừng nghe sư muội của lão nói mà. Tình, vô gia tự lão tiên sinh mới lâu dưỡng cô đơn một mình. Ông ấy đã tạ thế rồi. Hắn muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ với muội bên nhau suốt đời. Lão đừng xúc động mà. Sư muội của lão muốn chụp thích lão thôi. Lão đừng nên bắt bẫy. Lão á tiện nhân này sao sư? Người trời sinh đê tiện, ai cũng căm ghét. Lẽ nào sư đệ lại yêu người cùng người rắn lông đầu bạc? Lão đừng nói lớn tiếng quá. Lão tiện nhân này không biết xấu hổ. Người tưởng sư đệ yêu người thật sao? Hắn đã lặn lội đường xa cho người lên phiêu diêu phong, mang thất bằng chỉ giao cho ta. Sư tỷ, không ngờ tỷ đã gần trăm tuổi rồi vẫn còn xấu tính như vậy. Nếu như tỷ không lên tiếng, muội nghĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được tỷ. Không ngờ tỷ trốn ở trong này. Hèn chi tôi dùng toàn chuyển thanh xúc hồn đại pháp tìm kiếm bấy lâu. Nhưng thật đáng tiếc, nếu để tôi tìm thêm mấy canh giờ nữa, sư tỷ sẽ có thể hồi phục lại 10 phần công lực xông phá ra ngoài. Nhưng bây giờ tỷ đã uổng phí công sức rồi.